anh trai ruột khiến thận, cứu em suy thận giai đoạn cuối. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng vừa thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống đầu tiên cho người bệnh bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Người nhận thận là nam bệnh nhân 32 tuổi, được chẩn đoán và điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, lọc máu chu kỳ 3 lần một tuần. Thấy em trai nhiều năm gắn chặt với nỗi đau do bệnh tật dày vò, anh trai 35 tuổi đã quyết định hiến thận của mình cho người em với mong muốn giúp em viết tiếp ước mơ trở thành nhà tạo mẫu tóc. Trước khi bước vào ca phẫu thuật, cả hai anh em được các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm sàng lọc cần thiết cũng như chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Y tế. Sau hơn 3 giờ thực hiện ca phẫu thuật, ghép thận dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ca phẫu thuật đã thành công. Sau can thiệp, quả thận được ghép bắt đầu hồng hào, được tưới máu tốt và bắt đầu có nước tiểu, các chỉ số sinh tồn của người bệnh hiện ổn định và được chăm sóc hậu ghép tích cực.